là gì? Cái này bây nó sàn gỗ rồi, xuống bê tông rồi thì nó không cháy nữa. Sàn gỗ nó chưa cháy lại lâu nữa chứ. Nè. Nó mấy nó cháy hết trong nhà kia kìa. Gọi cho cứu hỏa. Lâu lắm rồi mà chả thấy đâu. Cứu hỏa nhưng mà nó bảo ngoài kia nó không có xe chữa cháy đâu. Ờ. Nhưng mà sao không gọi bọn nó về sụp điện đi trước đi. Điện không sụp cho người ta, điện sụp điện đi chứ. Không bao giờ sụp điện cho người ta nữa, cái bọn này đúng thật là. Gọi hàng tiếng đâu rồi. Điện đâu rõ ràng thế còn đéo nữa. Chưa đi sụp điện về sụp điện cho người ta cái bọn này thì mồm đéo ở đâu rõ ràng. Đấy mới bảo. Bây giờ nó mới cháy khỏe này. Được cái áp kia là cái nguồn nhuận. Không lên có thêm nhuận đâu. Anh ơi. Nó bảo nó phá rồi thì làm sao bọn mày làm gì được. Cái này ông Minh lên đến. Minh lên là bảo nó phá. Chắc là nó khóa điện rồi nên là điện mới không chập về. Bây giờ điện mới không chập này nó khóa. Đấy à, kia vẫn có điện như nhảy cả. Bây giờ cái phòi nước bên nhà kêu là cứu bên nhà ông Hồng kia. Còn bên này không cứu được rồi. Cứu nhà bác Quang bây giờ. Chủ yếu là cho nó đưa lan sang nhà ông Hồng thôi. Để cứu nhà bác Hồng thôi. Cho nạ sang bên kia cứu nhà bác Hồng thôi. Mà những cái lá ở máy cày kia lấy ra đi. Bây giờ là nó cháy là nó sập ấy. Đấy. Không lại sang nhà kia cả. Bây giờ những cái cột nó cháy lâu quá rồi là nó. Sang cái bài bạt kia cũng rơi vứt đi. Nó có tàn gỗ hết đi. Chôm mạch. Lấy cái bảy lá ở máy cày ấy. Lấy cái bảy lá cỏ máy cày thì vứt ra lên. Thế là nó nghiêng sang đây luôn. Cháy bên này trước nó đổ. Thôi mà kia hết đi. Thế là nó sẽ nghiêng sang nhà bác Hồ luôn. Cái cột này bởi vì là nó không nghiêng sang bên này đâu. Nhưng mà nó bỏ nó cháy lâu lắm chứ sang bên này tới này. Đấy đấy bắt đầu nó sập rồi đấy. Cái bọn này đúng thật sự là về ấy điện cho nó cũng không ấy về là tập điện cái bọn này đúng thật là điện lắm thôi. Gà thì lỗi có gà đâu mà gà nó biết sáng rồi nó cắt đi cái gà thì tính gì. Thật đấy, cái của còn chưa lấy được. Con ơi, thế đây cái luận con điện được em nó mà tập điện đi nhá. Cái đấy sáng lên hết rồi làm tí là bảo hết từ lúc em ra nó bắt đầu cháy. Ừ, em Huân gọi một tiếng đồng hồ đây rồi, khoảng 2 tiếng rồi bà. Em cũng phát hiện sớm mà. Mà bằng này lâu là cháy từ trên kia. Cháy từ trong buồng. Đó bọn này là điện thoại với là thương lá rồi. Đâu từ trong ngủ một ấy rồi. Điện thoại sạc nhất rồi hả? Nó nổ rồi. Cái điện thoại thì bắt chứ. Cái này là xây nó cố thế này. Cái này là ban ngày. Sáng này ban đêm. Thế. Thế nên là đêm tôi chả bao giờ sạc điện thoại, có đêm cứ để hết rồi sáng hôm sau sạc rồi. Nước yếu quá không làm gì được. Không được, không có nhà nào khỏe. Chắc là nó ngắt điện rồi. Ngắt điện rồi, không thấy nổ nữa rồi. Nó tách hết ra rồi còn nổ gì em. Cứ đứt một dây kia đây. Ở trên rồi phải không? Cứ đứt hẳn một dây trên kia còn nổ nữa. Còn bắt 2-3 chọc điện. Ok nói em ạ. Rồi đi tiếp nào. Không phải.